What's up? Xin chào các em đồng râm. Tiếp nối với các cái thiết bị hỗ trợ gaming dành cho điện thoại thì hôm nay sẽ cùng các bạn trên tay một cái bộ hỗ trợ kết nối bằng phím với chuột dành cho điện thoại, đó là Gamser X1. Thì đây là một trong những cái con mà hỗ trợ chơi game rất là ngon ở trên hệ hoàn cả iOS lẫn Android luôn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cùng mở hộp cho các bạn coi nha. Ở đây chúng ta sẽ vẫn có một cái thiết kế đóng hộp rất là đơn giản, một chiếc hộp úp lên như thế này thôi, úp vỉa. Đó. Thì đằng sau nó cũng sẽ có cái hình của thằng cái dock X1 này thôi, không có gì nhiều. Rồi mình sẽ cùng mở hộp cho các bạn coi nhé. Cái này đóng rất là khít. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cái sợi dây cáp kết nối và có thêm cái bộ dock rất là to. Ở trong này chúng ta sẽ có một cuốn cửu âm chân kinh nữa. Rồi ok. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi sơ qua về cái dock. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có ba cái miếng cao su dùng để giữ lại cho không cho trơn trượt, giữ cố định. Ở phía trên này chúng ta thấy hoàn toàn là bằng kim loại luôn, một cái bộ thiết kế màu vàng kim loại rất là đẹp. Và khi mà chúng ta mở lên thì chúng ta sẽ có một cái khớp chuyển động ở ngay đây. Đó. Và một cái khớp nữa là ở trên này để mà đưa cái này ra. Đó. Thì đây chính là cái chỗ để mình gác cái điện thoại lên trên này. Ví dụ như thế này, thì mình đang có chiếc máy tính bảng đây. Đó, mình gác lên. Thì cái khớp này thì nó sẽ có đệm ở đây này, đệm ở đây và đệm ở đây nữa. Dùng để chống trơn trượt các thiết bị của mình. Thiết kế rất là hay. Đấy, chúng ta sẽ có cái nút vặn thì để cho mình vặn ra thì nó sẽ lỏng hơn, mình dễ điều chỉnh và vặn vào để cố định thiết bị, tức là cố định lại không cho nó xoay nữa. Đó, nó cứng lại luôn. Thì khi mình để thiết bị lên thì mình chỉnh làm sao đó cho nó vừa cái tầm mắt của mình. Đó, thì mình vặn cứng nó lại thì rất là ok. Rồi, về cái nếu mà như bạn có một chiếc điện thoại thì cũng đơn giản thôi, thì mình cũng để lên y như là một chiếc máy tính bảng thôi, nhưng mà điện thoại thì nó sẽ lọt vào trong. Ví dụ mình đang có chiếc 5S ở đây thì nó lọt thẳng vào trong như thế này. Đó. Ok, rồi chúng ta sẽ sang cái phần đó là xem thử cái này hoạt động như thế nào và kết nối với lại điện thoại như thế nào nha, máy tính bảng như thế nào. Bây giờ mình sẽ thử nó ở trên một chiếc máy tính bảng. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải cái phần mềm của thằng Gamser này về trên hệ điều hành iOS. Thì đầu tiên các bạn vẫn vô trong Safari, rồi chúng ta gõ là gamser.hk. Đây. gamser.hk. Ok, rồi chúng ta sẽ truy cập vào trong chủ của thằng Gamser. Và trong đây chúng ta sẽ kéo xuống dưới mục ở phía dưới một chút. Chúng ta sẽ thấy có See More For Us ấy, thì nó sẽ có chữ Happy Chick Emulator, mình nhấp vào đây. Lúc này nó sẽ vào trong cái trang, nó sẽ có hai dòng, đó là Go to Download for Android và Download for iOS. Thì nếu như các bạn đang ở Android thì các bạn sẽ tải phần mềm này, còn nếu mà bạn iOS thì mình sẽ tải phần mềm này. Đó. Rồi chúng ta vào đây sẽ đợi load một chút. Nó sẽ có hai đường link cho mình thì mình có thể chọn một trong hai. Rồi sau khi nhấp vào thì mình nhấp vào dòng chữ cài đặt. Đó, thì đợi nó một lúc thì nó sẽ cài đặt vào. Đậu xanh đang quay thì có người gọi. Ok, thì tới đây mình sẽ nhấp vào chỗ cài đặt. Thì khi mà mình nhấp vào cài đặt thì bạn sẽ đợi là nó sẽ tải cái ứng dụng Happy Chick này về. Thì khi mà các bạn tải thành công rồi á, thì các bạn nhấp vào Happy Chick. Đó. Thì vào trong ứng dụng thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Thì giao diện này thì nó là cái trang chủ để mình tải các cái game hỗ trợ cho thằng Gamser này thôi. Thì nếu mà các bạn muốn kết nối với lại cái dock, tức là cái này đây. Đó, cái dock này. Thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ phải nhấp cho cái dock này nó sáng đèn lên. Đó. Khi mà sáng đèn lên thì nó sẽ nhấp nháy như thế này. Đó. Các bạn mở Bluetooth ở trên chiếc iPad của mình lên. Đó, bạn vào Bluetooth, mở Bluetooth lên, đã bật Bluetooth đúng không ạ? Rồi sau đó mình vào trong Happy Chick lại. Khi mình vào trong ứng dụng Gamser thì mình sẽ kéo phía lên trên cùng, nó sẽ có một cái hiện cái Gamepad ở đây này, thì mình nhấp vào đấy. Rồi sau đó mình nhấp vào dòng chữ là Search Gamepad. Khi mà nó Search Gamepad thì nếu như mà cái này của mình nó chưa có kết nối với lại bất kỳ cái thiết bị nào thì nó sẽ hiện lên trên đây.
để mình thử cho các bạn coi. À, ví dụ là cái dock của mình nó chưa có kết nối thì nó sẽ vẫn sẽ đang chớp tắt như thế này. Mình nhấp vào dòng chữ Search Gamepad. Thì khi mà nhấp vào dòng chữ Search Gamepad thì nó sẽ hiện lên cái đầu tiên đây, Games X1 đây. Đó, mình sẽ ấn vào dòng chữ là kết nối. Ok, mình nhấp vào dòng chữ ghép đôi. Ok một lần nữa. Đó. À, nó sẽ thông báo là đã kết nối, thì cái đèn này nó sẽ không ngưng chớp tắt đi. Là mình đã kết nối thành công rồi. Ok, rồi vào trong, mình quay lại trong cái phần kho ứng dụng. Rồi sau đó mình có thể tìm một số cái game, ví dụ như là game PUBG. Đó, mình cũng sẽ gõ PUBG. Đó, rồi mình tìm. Cái này nó sẽ đợi một lúc để nó tìm ra. Thì nó sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản PUBG ở trên này là phiên bản của thằng Trung Quốc. Còn đây là phiên bản quốc tế là nằm ở phía dưới. Mình ấn vào chữ Get. Đó. Khi mà ấn vào chữ get thì nó sẽ có yêu cầu cái email thì mình đã điền vào đây rồi. Sau khi mình điền email vào rồi thì mình ấn dòng chữ download. Đợi một lúc thì mình sẽ chọn một trong hai cái thì nó sẽ tải về. Và nó đang tải ở đây đây. Thì mình đang để đợi cho nó tải xong rồi mình sẽ test tiếp cho các bạn coi. Ok. Thì ở đây chúng ta sẽ về cái dock này, nó sẽ có hai cái cổng USB ở bên ngang. Thì một cổng, hai cổng này thì một cổng là để mình cắm chuột và một cổng để mình cắm cái bàn phím vào. Thì đây, ví dụ như mình đang cắm một chiếc bàn phím và một con chuột Bluetooth ở đây. Đó, rất là đơn giản thôi. Còn cái iPad này mình sẽ để lên trên này. Ừ. Cái này thì mình tùy chỉnh thôi, làm sao cho nó cái độ cao của nó phù hợp với lại mình là được rồi. Đó, bàn phím đây. Bàn phím thì bên hãng bên mình đang có rất là nhiều cái bàn phím nhỏ gọn như thế này để mình chơi các cái game mobile hoặc là game chuyên để về game thủ thôi, thì nó sẽ nhỏ gọn hơn. Đó. Và một con chuột, đó là con chuột Bluetooth. Đấy, rất là đơn giản, bây giờ mình chỉ có việc đợi nó tải game về thôi. Ok, sau khi mà các bạn đã tải được cái phần mềm này về trên máy tính bảng của mình, thì thiết bị của mình ấy, thì các bạn sẽ nhấp vào. Tuy nhiên thì nó sẽ yêu cầu là có quyền của nhà phát triển không được tin cậy gì đấy, thì mình phải vào trong cài đặt và tiếp tục vào trong quản lý thiết bị. Vào trong đây, Beijing. Đó, thì chúng ta sẽ nhấp vào dòng chữ đó là tin cậy. Ok. Ra lại bàn bình thường là mình vào trong game. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ vào trong game thử chiếc game sơ này. Thì sau khi mà đây mình vào game rồi thì các bạn lưu ý là ở trên iPad của chúng ta sẽ có một cái hình cái game pad màu xanh xanh nhỏ nhỏ này này. Thì mình nhấp vào đây. Nếu như cái biểu tượng màu này nó màu xanh thì tức là mình đã kết nối thành công với lại cái dock rồi đó, cái dock game Serka X1 đó. Thì mình nhấp vào trong phần setting, nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Ở bảng này thì chúng ta sẽ có cái tâm ngắm này chính là chuột. Đó, mình nhấp đôi vào đây thì mình cũng có thể kéo ra kéo vào, đây là chính là cái độ nhạy của chuột này. Đó, ok. AWS đây chính là cái phần di chuyển. Đó. Đó, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có các nút FTGB1234 thì nó đều đã có lập trình sẵn dành cho game thể loại này rồi. Thì chúng ta vẫn đăng nhập bình thường thôi. Mình sẽ đăng nhập bằng với tư cách là guest. Chuột đâu. Tuy nhiên thì các bạn có thể sử dụng bất kỳ phím chuột nào cũng được. Khi vào thì chúng ta có thể thấy là bây giờ mình đang rê chuột đây. Thì rất là nhạy. Rất là nhanh luôn. Nếu mà mình thấy chuột nhạy quá thì mình cũng có thể là mình chỉnh lại cái tốc độ chuột cho nó giảm xuống một chút. Đó, khoảng tầm 30 thôi. Thì những game FPS thì không nên để tốc độ chuột quá nhạy, vậy nó sẽ khó điều khiển. Rồi mình sẽ đang sử dụng phím đây. Mình sẽ thử bấm AWS này, đi tới này, đi lui này, qua trái qua phải rất là mượt mà, không có hề có độ trễ. Rồi bây giờ mình sẽ thử. Đấy. Rất là đơn giản. Tương tự như những cái phần mềm khác thì mình vào setting. Thì con này nếu như mình muốn gọi những cái mà các nút khác vào á, thì mình sẽ nhấp vào dấu hỏi nhé. Mình nhấp vào dấu hỏi. Đó, và sau đó là mình đã nút chẳng hạn như nút R thì nó sẽ ra nút R. Nhưng mà cái này là nút R mình đã có sẵn rồi. Để mình xem thử nút nào mình chưa thiết lập. Chẳng hạn như nút P đây. Thì ấn vào dấu hỏi thì nó sẽ ra nút P.
Nút B này mình có thể di chuyển ở trên màn hình, mình có thể cho vào bất kỳ điểm nào đó, thì cái nút B này cũng sẽ là cái tương ứng với nút ấn thôi. Đó, đơn giản vậy thôi. Và bây giờ mình đang thấy ở trên màn hình là nó sẽ có hiện các cái nút bóng mờ nhỏ nhỏ như thế này, thì đó là để cho mình xác định được các nút hiện tại vị trí đang ở đâu. Ví dụ nút N đang là nút chung, nút nhảy, thì tuy nhiên trên bàn phím nhỏ này của mình lại không có nút N, cho nên mình sẽ thay thế bằng nút P chẳng hạn. Đó, kéo nút P vào chỗ N đây, và sau đó mình ấn tắt đi. Nếu như các bạn thấy những cái chấm này nó vướng víu quá thì mình cũng có thể ấn vào nút setting và ấn nút sâu hoặc hai ở ra trên góc trên này, cái hình con mắt ấy, đó thì nó sẽ tắt đi. Đó, mở lên, cho nếu mà các bạn chưa quen thì các bạn nên mở lên để cho nó dễ. Đây mình sẽ ấn nút P, nhảy dù, quay vòng vòng luôn, điều khiển bay dù xuống. Đó, rất là đơn giản. Vậy mình sẽ làm vài bản cho các bạn coi nha. À, các bạn thấy là cái này sử dụng khá là mực mà, và như cái con Android K1 thôi. Thì nếu mà các bạn muốn chuyển sang chế độ con chỏ chuột ở trên màn hình thì mình ấn nút giữa, đó, thì mình thay đồ. Và bây giờ mình đang sử dụng thì đã kêu được 8 thằng rồi, đang là ở bo gần cuối lắm rồi, kêu được 8 thằng, chơi vẫn rất là mượt mà. Và hiện tại là mình đang ở top 2 rồi, chả còn 2 thằng nữa thôi. Thì 2 thằng của mình đang đều rình cái tính này, không biết là nó có tới đớp tính hay không. Mình đánh chắc là nó nằm ở bên kia, thằng phía tòa nhà đấy. Đó, mình đã giết được nó rồi, rất là đơn giản luôn. Nếu mà dùng những cái này thì nó chơi ở trên các cái hệ điều hành như điện thoại hay iOS thì mình có một lợi thế rất là lớn. Thì đây là cái phần mình đang hướng dẫn sử dụng và cũng như là giới thiệu sơ qua cho các bạn cái X1 BattleDog này. Các bạn có thể thấy là đây sẽ là có đèn báo hiệu tín hiệu pin này. Rất là ngon và thiết kế rất là chắc chắn. Khi mà mình không sử dụng nữa thì mình cũng có thể gập cái này lại, và sau đó mình gập xuống mang đi, rất là tiện lợi, bỏ vào trong túi quần cũng được nữa. Giá của em này hiện tại đang là khoảng 1 triệu, thì nếu như các bạn muốn mua thêm thì các bạn có thể mua thêm một cái bàn phím như thế này, thì bên mình sẽ tặng kèm một con chuột Bluetooth luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video khác. Bye bye, mình đi hành gà tiếp đây.